Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói, trong phân khúc xe sedan hạng sang thì chiếc xe Audi A6 cũng là một ngôi sao. Những thay đổi nhỏ ở phần ngoại thất làm chiếc A6 trở nên tinh tế và cuốn hút hơn hẳn. Và đặc biệt nhất chính động cơ mới 1.8 có công suất lớn hơn loại 2.0 trên Audi A6 cũ. Và ở thời điểm hiện tại, rất khó để tìm ra một cái tên nào khác trong phân khúc có thể qua mặt được nó. Phong cách Đức theo kiểu Audi. Có thể những người không am hiểu nhiều về ô tô sẽ dễ đánh đồng tất cả các loại xe Đức đều tương đồng nhau trong phong cách thiết kế, tính năng, vận hành. Với họ, sẽ rất khó tìm ra một điểm chung nào đó ở riêng một mẫu xe. Nhưng với những người sành xe, đặc biệt là những người chót yêu thích thương hiệu Audi sẽ luôn có một cái nhìn dành riêng cho Audi. Trên mỗi mẫu xe Audi họ luôn nhìn thấy sự cách tân, mới mẻ không thể lẫn vào đâu được. Hay ở những model xe đời cũ và đời mới cách nhau cả chục năm cũng luôn làm cho người ta dễ dàng nhận diện ra đó là model xe nào, thậm chí sản xuất năm nào, đời bao nhiêu. Audi A6 2016 là mẫu xe được thiết kế riêng để cạnh tranh trực tiếp với hai ông lớn Mercedes-Benz E-Class và BMW Series 5. Để là đối thủ của hai dòng xe danh tiếng, Audi A6 phải là chiếc xe sang xứng tầm. Thực lòng mà nói, những dòng xe thuộc gia đình Audi luôn khiến người ta say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp thanh lịch, quý phái, sang trọng vốn có kết hợp với phong cách thể thao vô cùng năng động. Tất nhiên, những ưu điểm nổi trội này Audi A6 được kế thừa một cách hoàn hảo. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Audi A6 sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Xe đã lăn bánh được 61.000 km. Chiếc xe được trang bị động cơ xăng TFSI Ultra tăng áp với dung tích 1.8 lít, trục cam đôi 4 xi lanh với 4 van trên mỗi xi lanh. Có khả năng sản sinh công suất tối đa 190 mã lực. Động cơ cung cấp sức mạnh cho các bánh xe thông qua hộp số tự động 7 cấp S-Tronic. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ, quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!